Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Người Mỹ nói gì khi mà Messi có 2 lần đưa Inter Miami vô địch? FIFA quyết định tặng quà lớn cho M10. Lionel Messi, một siêu sao bóng đá có sức ảnh hưởng quá lớn đến nền bóng đá thế giới, bất kỳ nơi đâu anh đặt chân tới. Chỉ sau hơn có một năm đến Mỹ thôi, Messi đã khiến không chỉ Inter Miami vô địch MLS Supporters Shield, mà còn khiến cho doanh thu của đội bóng này tăng lên 4 lần so với năm 2022, đạt kỷ lục của MLS. Người hâm mộ Mỹ phấn khích sau khi Lionel Messi giúp cho Inter Miami lần đầu tiên trong lịch sử giành Supporters Shield. Sáng ngày 3 tháng 10, Inter Miami thắng 3-2 ngay trên sân của Columbus Crew, qua đó đạt 68 điểm qua 32 trận, đủ điểm để giành Supporters Shield sớm 2 vòng đấu. Trong đó, Messi đóng góp 2 bàn, gồm có một pha solo qua 2 cầu thủ và một cú sút phạt trực tiếp. Đây là danh hiệu thứ 2 mà tiền đạo 37 tuổi này giành được trong hơn 1 năm anh khoác áo Inter Miami. Anh cũng nâng kỷ lục danh hiệu tập thể lên con số 46. Hơn người xếp thứ 2 Dani Alves là 3 danh hiệu. Trước khi Messi đến, Inter Miami chưa giành được bất cứ một danh hiệu nào, thậm chí có 3 năm liên tiếp đứng ngoài top 10 của MLS. Mọi thứ Messi chạm vào đều biến thành vàng. Một cổ động viên viết dưới bài đăng của Inter Miami trên mạng xã hội X. Số khác xem tiền đạo người Argentina như là cầu thủ duy nhất xứng đáng được gọi là Guas, cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Ngoài ra cũng có ý kiến so sánh giữa hai danh hiệu của Messi với Inter Miami và việc Cristiano Ronaldo vẫn trắng tay Al Nassr. Họ cho rằng cuộc tranh luận ai là Guas giữa bộ đôi này không tồn tại vì kết quả đã quá rõ ràng. Bóng đá là môn thể thao đồng đội. Khi bạn không thể giúp đội của mình giành cúp, hãy giải nghệ và đó là điều mà Ronaldo nên làm, thành viên của BBK29 viết. Thế nhưng anh ấy chỉ nghĩ đến mục tiêu cá nhân ngay cả khi nó vô dụng. Đội bóng của Ronaldo chưa từng giành được cúp nào kể từ khi anh ấy gia nhập. Bên cạnh đó, một số cổ động viên phản đối thành công của Messi. Một người cho rằng Supporters Shield cũng giống như là Community Shield, siêu cúp nước Anh. Một thành viên khác thì quả quyết ban tổ chức MLS tạo ra một chiếc cúp chỉ để trao cho Messi. Phản hồi về điều này, một người hâm mộ dẫn thông tin Supporters Shield có lịch sử từ năm 1996 và được trao thường niên. Một cổ động viên thậm chí đăng ảnh Gareth Bale mừng chiến thắng năm 2022 trong màu áo của Los Angeles FC. Mỗi mùa MLS trao 2 danh hiệu gồm có Supporters Shield, chức vô địch dành cho đội nhiều điểm nhất, và MLS Cup, chức vô địch dành cho đội thắng giai đoạn play-off. Giai đoạn play-off mùa này diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12. Messi gia nhập Inter Miami từ giữa tháng 7 năm 2023 với mức đãi ngộ 60 triệu đô la một năm. Tổng giá trị hợp đồng cho 2,5 năm là 150 triệu đô la. Kèm với đó là điều khoản gia hạn một năm. Đó là một vụ đặt cược lớn của David Beckham với cầu thủ 36 tuổi. Giờ đây đó là dấu mốc giúp cho đội bóng non trẻ thành lập năm 2018 tại giải đấu MLS mang về 2 danh hiệu đầu tiên trong lịch sử. Không chỉ dừng lại ở đó, số tiền đầu tư lớn của Inter Miami sớm thu hồi khi doanh thu của đội này tăng vọt. Trước khi Messi gia nhập, Inter Miami có doanh thu từ 50 đến 60 triệu đô la năm 2022. Năm đầu tiên, siêu sao Argentina đặt chân đến đội bóng nước Mỹ. Doanh thu của họ tăng gấp đôi so với năm trước, từ 120 đến 130 triệu đô la. Đến năm 2024, mức doanh thu đã đạt 200 triệu đô la. Điều này giúp cho Inter Miami thiết lập kỷ lục doanh thu cho một đội bóng của MLS, vượt xa so với các con số doanh thu của đội bóng trước. Doanh thu bùng nổ này của Inter Miami đến từ kỷ lục từ nhà tài trợ, nhu cầu vé, áo đấu, mặt hàng hóa lưu niệm và mọi thứ về Messi. Nó như là đêm và ngày sau khi Messi gia nhập, đội bóng chúng tôi đang làm bây giờ là một mức độ toàn cầu. Tôi đang nói về doanh thu toàn cầu, nó đến từ bóng đá, không phải là bóng bầu dục. Xavier Asensi, chủ tịch kinh doanh của Inter Miami bày tỏ. Theo đó, Inter Miami đã ký 11 hợp đồng tài trợ trong năm 2024. Trong số đó có Audi, nhà tài trợ chính của MLS, một số nhà tài trợ cho vị trí giữa, tay áo đấu cũng mang lại thỏa thuận kỷ lục cho một đội bóng trong lịch sử của MLS. Inter Miami với Messi trong đội hình có sức hấp dẫn toàn cầu, đây là sự khác biệt rất lớn. Mặc dù họ là một đội bóng đến từ Mỹ, giải đấu MLS nhưng họ có rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới. Luciana Redense-Loze, giám đốc tiếp thị của Visa chia sẻ trên. Về các mặt hàng lưu niệm, áo đấu của Messi là hàng bán chạy nhất trong các sản phẩm. Trong năm 2023 và 2024, áo đấu của siêu sao người Argentina đứng đầu danh sách áo đấu MLS bán chạy nhất.
Ngay sau Messi, Inter Miami có thêm 3 vị trí trong danh sách top 25 mẫu áo bán chạy nhất MLS 2024. Lần lượt là Suarez số 2, Sergio Busquets số 11 và Jordi Alba số 15. Từ năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, doanh số bán áo đấu của MLS đã tăng 41% về tổng thể nhờ Messi và nhóm bạn thân. Giá vé xem các trận đấu Inter Miami trong mùa đầu tiên cũng đã nhanh chóng tăng một cách chóng mặt. Đến mùa giải 2024, vé mùa của Inter Miami được bán sạch trước khi giải đấu diễn ra vài tháng. Số người hâm mộ gia hạn vé mùa của đội cũng đạt mức kỷ lục là 90%. Cần phải biết rằng giá vé của Inter Miami ở mức rất cao so với phần còn lại của MLS. Các hạng ghế của Inter Miami từ 867 đến 2.720 đô la ghế tiêu chuẩn, 4.420 đến 7.650 đô ghế khu vực khác và 13.005 đến 42.840 đô la cho phòng VIP. Trong khi đó, vé mùa của các đội khác từ mức giá thấp nhất là 324 đô la, cao nhất là 8.478 đô la. Các mặt hàng lưu niệm cũng có nhu cầu tăng vọt khi người hâm mộ săn áo đấu, các món đồ độc đáo của đội. Điều đó khiến cho Inter Miami đưa ra quyết định mở bán các quầy hàng lưu niệm từ thứ 2 đến thứ 6 quanh năm. Trước đó chỉ mở trong ngày thi đấu sự kiện. Ngoài ra thì các hoạt động ngoài mùa giải thi đấu như các trận giao hữu quốc tế cũng đã mang đến một nguồn thu lớn cho đội bóng này. FIFA đã quyết định chọn câu lạc bộ Inter Miami tham dự Club World Cup 2025 sau chức vô địch Supporters Shield thay vì là nhà vô địch MLS Cup vào đầu tháng 12. Inter Miami sẽ đủ mọi điều kiện để có thể tham dự Club World Cup 2025 với xác nhận từ FIFA và dự kiến sẽ được thông báo chính thức ngay trong tháng 10 này. Inter Miami và Messi cùng với những người bạn của mình như là Suarez, Busquets và Jordi Alba sẽ thi đấu trong tư cách là đội đại diện nước chủ nhà Mỹ. Trong khi sân vận động Hard Rock của thành phố Miami cũng có khả năng sẽ tổ chức trận đấu khai mạc giải đấu, Ben Jacob cho biết. Cũng theo Ben Jacob, việc chọn Inter Miami tham dự Club World Cup 2025 được nhiều người ủng hộ bởi vì đây là câu lạc bộ đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng đấu tính điểm của giải đấu MLS. Chọn đội bóng này sẽ công bằng hơn thay vì chọn đội vô địch MLS Cup sau vòng playoff. Trong khi đó, theo như tiết lộ của huấn luyện viên trưởng Tata Martino, chúng tôi đã bắt đầu được giải thích các lý do tại sao mà Inter Miami có thể tham dự Club World Cup. Đây là một điều khiến cho tôi an tâm. Inter Miami là một đội bóng khả thi để được chọn. Thế nhưng đối với tôi, có vẻ như công bằng hơn nhiều. Nếu như chúng tôi đạt được điều này thông qua các thành tích thể thao và hôm nay chúng tôi đã đạt được điều đó, chức vô địch Supporters Shield. Giải Club World Cup của năm 2025, theo như một phiên bản mới do FIFA tổ chức tại nước Mỹ, với 32 câu lạc bộ đứng đầu thế giới tham dự, diễn ra từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày 13 tháng 7 của năm 2025. Thời điểm hiện tại thôi, đã có tới 30 câu lạc bộ giành quyền được tham dự. Chỉ còn có 2 suất nữa, gồm có 1 suất là câu lạc bộ vô địch giải Copa Libertadores của Nam Mỹ và suất đội chủ nhà đại diện cho Nam Mỹ, với Inter Miami là đội có khả năng rất cao để được FIFA lựa chọn ngay sau chức vô địch Supporters Shield. FIFA ở thời điểm hiện tại, họ cũng đã xác nhận sẽ có 12 sân vận động tại nước Mỹ, sẽ là nơi để tổ chức cho các trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025. Trong đó, trận đấu chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife tại East Rutherford của New Jersey, diễn ra vào ngày 13 tháng 7. Đây cũng là sân chỉ có một năm sau sẽ tổ chức trận chung kết World Cup 2026 với nước Mỹ là đồng chủ nhà cùng với Mexico và Canada.